Tủ lạnh là vật dụng mà mỗi căn nhà đều cần với nhu cầu dự trữ đồ ăn và cấp đông thực phẩm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc tủ lạnh LG với mã sản phẩm là GRD257GS. Tủ lạnh LG thuộc dòng tủ side by side 2 cánh, cửa tủ làm bằng thép không gỉ, bền bỉ và chắc chắn. Thiết kế màu bạc tinh tế phù hợp với hầu hết không gian trong nhà như nhà bếp, phòng khách và cả văn phòng làm việc. Về kích thước bên ngoài, tủ có chiều cao là 179cm, chiều rộng là 91,3cm và chiều sâu là 73,5cm. Cân nặng là 111kg, dung tích sử dụng lên đến 635 lít, thích hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình có từ 5 người. Ngăn lạnh có dung tích là 416 lít, thiết kế có các ngăn trên cửa tủ và bên trong tủ, góp phần tăng diện tích bảo quản thực phẩm. Ngăn cân bằng độ ẩm Mod Plancy Creeper, cân bằng độ ẩm ở mức phù hợp nhờ nắp hộp hình mắt cáo, nhờ đó mà giữ rau củ luôn tươi ngon, hạn chế tình trạng héo úa. Ngăn đá với dung tích là 219 lít, các ngăn trên cửa tủ, hộp ngăn kéo cùng khay kệ giúp tăng khả năng chứa thực phẩm. Hệ thống làm đá tinh gọn Space Blood tiết kiệm không gian, người dùng có thể thoải mái cất trữ các loại thực phẩm khác, đặc biệt là dễ dàng lấy đá hơn. Công nghệ Smart Inverter giúp tiết kiệm 36% điện năng. Ngoài ra, tủ lạnh sẽ hoạt động êm ái với độ bền cao. Công nghệ làm lạnh từ cánh cửa tủ Door Cooling đẩy hơi lạnh lan tỏa đồng đều và nhanh hơn lên đến 46%, giữ thực phẩm trọn dưỡng chất. Hệ thống làm lạnh đa chiều sẽ cùng với Door Cooling đưa hơi lạnh khắp tủ, tiết kiệm điện năng trong quá trình vận hành và nâng cao tuổi thọ cho thiết bị. Công nghệ Hygienic Fresh với cơ chế hoạt động 5 bước lọc không khí giúp bảo quản thực phẩm trong môi trường sạch khuẩn, hạn chế mầm bệnh, mang đến bữa ăn dinh dưỡng cho gia đình. Tích hợp Wi-Fi SmartThingQ, có thể dùng điện thoại thông minh để kết nối Wi-Fi, điều khiển nhiệt độ, kích hoạt làm lạnh, chẩn đoán thông minh. Tóm lại, tủ lạnh LG sở hữu thiết kế tinh tế, được tích hợp nhiều công nghệ, tính năng hỗ trợ người dùng. Sản phẩm hiện đang được bảo hành chính hãng 24 tháng và 1 đổi 1 nếu phát sinh lỗi kỹ thuật trong vòng 30 ngày. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng mình để được tư vấn và mua hàng nhanh nhất nhé!